thân mến, chào quý vị và các bạn đến với kênh YouTube của bà cháu nhà bà Bông Lan Rừng. Quý vị và các bạn thân mến, hôm nay mình mua được con cá chép như ý ạ, vẫn còn sống, tươi, ngon, khoảng 2 cân. Và mình cắt đôi ạ. Phần đầu mình sẽ làm món cá hấp xì dầu, còn lại thì mình sẽ kho ạ. Thời tiết Hà Nội mấy hôm nay rất là mát mẻ, trời mưa, cho nên là ăn cá hấp xì dầu hoặc cá kho đều rất là ngon. Cá mua về được sát muối và rửa sạch sẽ. Và trong nhà tôi lúc nào cũng có một lọ rượu gừng ạ. Rượu gừng dùng để rửa cá và hải sản ấy thì sẽ không bị tanh và rất là sạch sẽ. Các bạn thân mến, khi mua cá mình chú ý này, con cá phải còn đang còn tươi, đầu nhỏ mình chắc, và khi mổ ra thì thịt cá hơi có cái màu sẫm ạ. Ít ruột cá, ít mỡ hoặc là không có mỡ thì cá đấy hy vọng sẽ là cá nuôi tự nhiên, cá sống tự nhiên và tốt hơn ạ, tốt hơn cho sức khỏe. Để làm món cá hấp xì dầu không thể thiếu sả. Và thế là sả mình sắt ra cái phần ngọn ấy, phần đầu ấy, thì mình sẽ đập dập ra và mình để lót xuống dưới đáy chảo. Còn cái phần củ mình sẽ chẻ nhỏ ra để mình phi cùng với hành cho thơm và trình bày cho đẹp mắt. Thì là mình cắt phần gốc dùng để lót đáy chảo, còn phần ngọn thì để tí nữa trang trí cho đẹp. Cái phần đầu của sả và thì là và hành mình đập dập ra, mình lót dưới đáy chảo để cho cá khỏi bén, và khi mình đun nó ra sẽ tiết ra các tinh chất, sẽ rất là thơm ngon và rất là tốt cho sức khỏe. Cái phần thì là một ít hành và sả thái nhỏ, chút nữa mình sẽ để phi thơm và để trang trí cho đẹp. Cái phần đầu của sả và thì là và hành mình đập dập ra, mình lót dưới đáy chảo. Để làm món cá hấp xì dầu thì mình dùng hoàn toàn bằng xì dầu các bạn nhé. Và cho một chút dầu hào nữa. Một ít hạt tiêu xanh, nếu như các bạn không có hạt tiêu xanh thì mình có thể dùng hạt tiêu đã xay vỡ ra cũng được ạ. Mình ướp để khoảng 30 phút để cho cá ngấm đều gia vị. Quý vị và các bạn thấy không, ở đây tôi không dùng chảo chống dính mà dùng chảo inox ạ. Dùng chảo inox đáy liền và dày, tôi vẫn rán được những món khó rán như đậu phụ, như cá, và không cảm thấy khó khăn lắm ạ. Lúc đầu ấy đang dùng từ chảo chống dính mà chuyển sang chảo inox thì cũng hơi khó chịu một chút, nhưng mà dần dần rồi sẽ quen, bởi vì tôi nhận thấy rằng chảo chống dính chỉ dùng một thời gian lại bị bong chóc, như vậy thì không đảm bảo cho sức khỏe ạ. Trong
Trong lúc chờ cá ngấm đều gia vị, mình phi hành và xả lên cho thơm. Quý vị và các bạn thân mến, có thể quý vị và các bạn thấy món cá hấp xì dầu này đơn giản quá, nhưng mà mình nốt lại là cá hấp xì dầu của mình nó hơi khác lạ một chút ạ. Thứ nhất là mình dùng chảo inox. Thứ hai là mình không hấp bằng cái sừng hấp, mà mình đặt trực tiếp lên đáy chảo. Và dưới đáy chảo thì mình giải xả và thế là cùng với hành để cho khỏi bị bén ạ. Như vậy con cá của mình sẽ ngấm đều gia vị hơn và không bị nhạt cá, con cá sẽ rất là đậm đà. Sau khi đã ướp được 30 phút thì mình bắt đầu là bắc lên bếp. Mình cho thêm một chút nước vào các bạn ạ, không có sợ bén đấy ạ. Mình đầu tiên thì để to lửa một chút cho sôi, sau đó để nhỏ lửa, chỉ để sôi vừa phải thôi, và khoảng 20 phút. Thỉnh thoảng thì mình lại dở ra và lấy cái thìa tưới đều với xịt dầu lên trên mình con cá, để cho con cá được thấm đều gia vị phía trên, không bị nhạt ạ. Đó ạ, thỉnh thoảng lại tưới đều xịt dầu lên trên mình con cá. Con cá rất là đậm đà. Quý vị và các bạn biết không, rất là thơm ạ. Thơm mùi xịt dầu, thơm mùi sả, thơm mùi thề là và thơm mùi cá. Trong lúc chờ đợi thì mình đi thái hành. Hành, thìa là và sả đã phi thơm. Tí nữa mình sẽ trang trí để cho nhìn cái đĩa cá hấp xì dầu của mình thêm đẹp mắt và ngon miệng hơn. Quý vị và các bạn thân mến, thế là món cá hấp xì dầu đã gần hoàn thành rồi đấy ạ. Rất là nhanh, rất là đơn giản, ai cũng làm được. Quan trọng là khâu mua cá. Phải mua được con cá ngon, tươi và nuôi một cách tự nhiên. Thứ hai là khi hấp thì ta không hấp qua sừng mà ta đặt lên trên, trực tiếp lên chảo, trực tiếp lên cái chảo inox ạ. Như thế thì con cá sẽ đậm đà hơn. Cái phần gốc sả và gốc thể là này thì mình bỏ đi các bạn nhé. Mình chỉ dùng để lót đáy nồi, để đun, để ra được cái tinh chất tốt thôi ạ. Mình bỏ đi. Là bà nội trợ, chúng ta ai cũng biết rằng ăn cá rất là tốt, nhưng mà nhất là các cháu bé thì không thích ăn cá bằng ăn thịt đâu ạ. Chính vì vậy cho nên mình cứ phải đổi chế biến cá rán này, canh cá này, cá kho này. Thì bây giờ mình đổi thành món cá hấp xì dầu xem sao. Và cá ướp riềng xả nướng bằng nồi chiên không dầu cũng rất là ngon ạ. Món cá hấp xì dầu này cực kỳ ngon phải không ạ? Thịt cá thì đậm đà, dai và rất là ngọt thịt ạ.
chúc quý vị và các bạn ngon miệng. Quý vị và các bạn thấy video của mình hay và bổ ích thì hãy đăng ký kênh YouTube của bà cháu nhà bà Bông Lan Rừng nhé. Xin cảm ơn. Hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo. Bye bye. Xin hơi lên.